Hello, xin chào anh em, là mình Ami Hoàng Sơn của kênh Máy Ảnh Cũ ở đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên sóng cái video mà đã được rất nhiều anh em gọi là đề xuất yêu cầu từ rất là lâu rồi. Đó là việc mình cầm chiếc Canon 60D mình đi trải nghiệm trong điều kiện thực tế. Thì chiếc Canon 60D này thì chúng ta cũng đã nói đến con máy này rất là nhiều rồi, quảng cáo giới thiệu ở trên kênh Máy Ảnh Cũ cũng rất nhiều. Tuy nhiên thì về cái việc gọi là cầm con máy này thực tế để đem đi trải nghiệm trong môi trường gọi là ở ngoài trời trời ấy, thì nó làm con máy như nào? Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em tìm hiểu trong video này nha. Ok, thì con 60D thì chúng ta cũng đã nói đến rất là nhiều rồi. Một con máy giá phải chăng, rất là phù hợp với các bạn sinh viên. Tuy nhiên thì nói về một cách công minh đi, thì chắc chắn sẽ nhiều anh em cũng đã biết đây là một con máy đã ra đời rất là lâu. Trên thế giới nhiếp ảnh thì con này thuộc vào hàng gọi là lão đại rồi, khủng long đời đầu rồi. Nên vào những năm 2022 này thì có rất nhiều anh em đặt ra câu hỏi thắc mắc là không biết liệu con máy này có còn đủ khả năng để cân các thể loại nhiếp ảnh gọi là hàng ngày hay không. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ cầm con máy này, mình đem đi ra ngoài mình trải nghiệm trong thể loại ảnh đường phố, street photography. Hôm nay mình sẽ làm cái video nó rất là khách quan. Mình sẽ nêu hết tất cả những cái cảm nhận của mình về con máy này, về tất cả những điểm mình thích, những điểm mình chê, những điểm mà mình cần gọi là để anh em biết, để mà lưu ý nếu như mà anh em chọn con 60D này. Thì street photography với 60D, lại gần đây một tí. Một cái điều đầu tiên mà gọi là ấn tượng đầu tiên khi mà mình cầm vào tay con 60D này thì nó cảm giác rất là chắc chắn. Một con máy mà giá chưa tới 10 triệu nhưng mà cái cảm giác cầm nắm nó vẫn khá là ok luôn. Nó không phải là con máy ọp ẹp. Cái phần báng cầm này mình rất thích này. Cầm trên tay kiểu cảm thấy nó ôm. Mình là một thằng tay rất là to luôn. Tay mình phải chắc là ngón chắc phải dài tầm 25 cm. Nhưng mà cầm một con máy mà có cái báng như này mình cảm thấy không bị hụt. Những cái người mà như kiểu mình ấy, một cái người tay to mà lại thích kiểu công thái học tốt ấy, thì rất là ghét những con máy mà kiểu làm mình bị hụt ngón. Đây, chả giờ sợ rơi luôn. Trừ khi anh em bị kiểu tay bị ướt mồ hôi, bị trơn hay gì đấy thì mới bị rơi thôi. Còn nếu như mà bình thường không sao cả thì rất là chắc chắn. Một cái điều mà rất nhiều anh em khi mà mình đi chọn máy mình thường hay bỏ qua đó là cái cảm giác cầm nắm, hay mà dạo gần đây người ta có cái cụm từ gọi là công thái học ấy. Thì cái con 60D này mình đánh giá là ở trên thang điểm 10 thì con này chắc tầm khoảng tầm 7,5 điểm, 8 điểm gì đấy. Công thái học cầm rất là sướng. Vỏ này thì là vỏ nhựa anh em nhé, nhưng mà nhựa gọi là nhựa cao cấp. Nếu như chẳng may trong quá trình mình dùng mà mình có bị đánh rớt gì thì cũng không sợ máy hỏng hay máy vỡ hay đâu. Đấy, chụp quả mặt trời đang lặn này, nó sẽ ra một cảnh sai hôn rất là đẹp. Anh em vào đây, mình đang muốn chụp cái anh kia đang đứng câu cá. Thì ngày hôm nay thì mình đang lắp trên con 60D này là con 50 1.8 STM. Con này thì dạo này ở đây cũng quảng cáo giới thiệu rất là nhiều rồi. Có đống tiêu cự gọi là fix đa dụng, chụp đến rất là thể loại khác nhau. Nhưng mà một điều anh em cần lưu ý nếu như mà anh em mà đang tính đến việc gọi là sắm con 60D mà lắp cùng với con 50 STM này, thì nên nhớ là cái tiêu cự của con 50 này khi mà để lắp lên trên con crop ấy, nó sẽ bị nhân tiêu cự lên là 1,6 lần. Tức là cái con 50 này khi mà lắp lên trên con 60D này thì cái góc ảnh nó sẽ nhân lên tương đương với một con ống loanh quanh khoảng 75-80 mm gì đấy. Nó sẽ là góc ảnh gọi là thuộc dạng bắt đầu gọi là tele rồi, chứ không còn gọi là tiêu cự phổ thông nữa. Một cái điểm thứ hai mình cũng có thể gọi là hơi thích ở con 60D này khi mà mình mới cầm vào, đó là cái có cái màn hình này. Màn hình này rất là hay, nhưng mà nó gọi là tuyệt vời xuất sắc thì không hẳn đâu nhá. Tí nữa mình sẽ nêu một số điểm mình chê trách cái con 60D này. Nhưng mà cái màn hình này thì nó rất là hay. Nếu như ví dụ mình muốn chụp những cái góc mà kiểu như là siêu thấp siêu cao ấy, ví dụ như ở đây mình muốn chụp một cái góc gọi là như này, đấy, gọi là góc gọi là cọn cỏ ven đường này, thì nó sẽ có màn hình này, nó sẽ giúp cho mình chụp nó dễ hơn, thay vì là kiểu ví dụ những con nào mà kiểu màn hình mà nó bị cố định ấy, anh em sẽ toàn phải chụp kiểu như này này, đấy, rất là khổ, rất vất vả luôn. Nên mình ưu tiên anh em, những anh em đặc biệt, những anh em nào mà kiểu mình đang mới học nhiếp ảnh ấy, mình không muốn vất vả và muốn lăn lê bò trườn. Ngày hôm nay là còn thuộc dạng là ngày thời tiết đẹp ấy, chứ hôm nào mà trời kiểu mưa bẩn bùn biếc các thứ, nó ở đây rất là bẩn ấy, thì bò ra ối rồi luôn. Đấy, những cái kiểu chụp góc thấp này có màn hình kiểu lật lật nhài rất là sướng. Hôm nay là ngày thời tiết rất là đặc biệt. Buổi sáng thì rồi lạnh vãi cả đái á, nhưng mà đến buổi chiều này thì lại thời tiết lại nắng lên, lại rất là sướng. Thời tiết rất là đẹp. Ở kia đang có một đội tập trung đang rất là đông xung quanh cái nhà vòm. Nếu anh em đang thắc mắc họ đang làm gì thì hội viên hội Pháp mà thôi, không nói nữa, không nên đề cập đến. Để sáng lên tí. Giang này một tí. Một cái điểm mà có thể rất nhiều anh em nghe qua giới thiệu về con 60D này là một con máy nó ra đời rất là lâu rồi, nên là cái hệ thống lấy nét của con này nó thuộc vào hàng gọi là tiền sử, rất là cụ già. Nhưng mà theo cái trải nghiệm của mình sử dụng ấy, thì khi mà nếu anh em dùng qua cái ống ngắm này này, mình dùng qua cái ống ngắm con này này, thì cũng không phải quá là chậm đâu. Đương nhiên nó không thể so sánh được với những con máy ra đời mới như kiểu như là 1DX Mark 3 xong rồi R5, R6 thứ thì thôi bỏ qua đi, không thể nào so sánh được. Nhưng mà con này mà nếu như kiểu anh em nào mà kiểu thích chụp kiểu giống như mình ấy, kiểu chỉ có gọi là để one shot xong rồi ấn tạch phát chụp thì ok, chả vấn đề cả. Nhưng mà lưu ý nhá, đấy là mình nhận xét qua cái ống ngắm nhá, không phải là cái màn hình live view này đâu. Để tí mình giải thích cho anh em vì sao. Đấy, nói chung là dùng được. Nếu như mình là một người gọi là kiểu cái góc ảnh của mình, kiểu cái lúc mà chụp ảnh mình rất là rõ ràng ấy. Một cái phần thứ hai mà mình xin nhận xét đó là về cái màu ảnh. Màu ảnh con 60D này thì nó không tệ, không xuất sắc. Nhưng mà nếu như là trong một số những cái trường hợp nào mà anh em kiểu lấy được ánh sáng nó đẹp ấy, thì mình sẽ chụp được những bức ảnh cũng màu cũng rất ấn tượng. Như kiểu vừa rồi mình chụp có hai bà cụ đang ngồi trên cái ghế đá, xong rồi còn chụp ngược sáng nữa. Bình thường những con máy nào mà kiểu gọi là compact các thứ ấy, mấy con máy mà kiểu cảm biến bé thì màu lên nó rất là ghê. Nhưng mà con 60D này thì lên màu mình thấy cũng ok này. Màu này mà kiểu về mình đẩy một tí phần xa đầu lên tí, sáng tí là hoàn toàn thành bức ảnh rất nghệ thuật luôn. Và đặc biệt thì cũng có thể đã có rất nhiều anh em đã từng xem qua một số bài mình giới thiệu, thì có nói là con 60D này cái màu chân dung nó có ám hồng rất là đẹp. thì mình sẽ thử cho anh em xem, chụp thử một cái bức chụp chân dung. Đây, bạn Tân đứng yên đấy, quay đây tí đấy. Chụp thử ông videographer của chúng ta ngày hôm nay. Cười thế nào đấy. Xa xa tí, xóa phông bét tại là nhà tí đấy. Hôm nay cho anh em diện kiến nhan sắc người đứng đằng sau những thước video của kênh Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Rất đẹp dai, mỗi tội có người yêu rồi. Thì đấy, cái màu ảnh chân dung con này đấy nhá, mình sẽ đăng cho anh em xem luôn cái màu gốc luôn nhá, chả chỉnh sửa gì hết luôn nhá. Anh em tự nhận xét, mình thì mình thích cái màu ảnh này. Nếu như mình là một thằng lười và mình không biết dùng Lightroom thì mình sẽ rất thích những con máy kiểu màu chụp chân dung ăn liền như con 60D này. Lười mà, không muốn động vào máy tính mà, cứ chụp xong phát có file đăng luôn. Đấy, có hay luôn. Một buổi chiều rất là đẹp. Mình khuyên anh em những cái buổi chiều mà kiểu như này ấy thì mình nên tận dụng. Nhất là khi mà mùa đông sắp sửa ập đến, thời tiết thường là âm u. Ở đây có một đội cũng đang, các bạn đang quay này, chú phát. Thì đấy là mình nói qua cái màu ảnh con này. Màu ảnh ăn liền, phù hợp với những người gọi là mới học nhiếp ảnh. Anh em nào mà gọi là có kinh nghiệm rồi hoặc là người chuyên nghiệp rồi thì không nói làm gì nhá. Đấy thì nó lại là một cái gọi là phạm trù khác hoàn toàn rồi. Chứ ai đi cầm con này lại đi bảo là người chuyên nghiệp cầm con này đi làm nghề thì nó lại lệch quá. Trước đây những cái video mà chúng mình gọi là giới thiệu xong review chia sẻ thì đều là dưới góc nhìn, dưới góc độ của một người mới chơi nhiếp ảnh nhá. Còn như anh em nào mà kiểu có kinh nghiệm rồi, có gọi là tuổi đời trong nghề rồi thì anh em thông cảm. Chúng mình làm video hoàn toàn là mục đích gọi là để mua vui, tạo tiếng cười cho các anh em. Không hề có cái gì gọi là nghiêm túc ở đây cả. Ok. Về gọi là thời lượng pin, một điều mình thấy rất ấn tượng ở con 60D này. Chụp từ nãy giờ chắc cũng được 20 phút rồi mà chưa mất một vạch nào. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, vẫn còn thấy full 4 vạch luôn. Pin con này thì nó dùng pin LP-E6, chung với cả pin những dòng siêu chuyên nghiệp như là 5D3, 6D2, thậm chí cả mấy con ra đời gần đây như kiểu R5, R6 vẫn dùng cái pin như giống con 60D này. Nên anh em cứ yên tâm, dùng cục pin này chụp xả láng cả ngày, thoải mái, miễn là anh em sạc đầy trước khi đem đi nhá. Thoải mái, chụp cả ngày luôn. Anh em nào chắc cú bỏ quách bó cẩn thì mua thêm cục pin nữa, nhưng mà mình nghĩ chả cần đâu. Ok, thì đấy là trải nghiệm qua về việc cầm con này đi chụp linh tinh, đi chụp trên trời dưới bể. Còn những điều mình không thích là gì? Đầu tiên, con này có quả live view rất là ảo. Rất là ảo luôn. Màu, nếu như mà anh em nào trước đây đã từng thử trải nghiệm con này thì đều có chung nhận xét là cái màu trên ảnh này nhìn ảo quá. Nhìn trên màn hình này ảo quá. Đến khi đổ ra file ra máy tính ấy thì nhiều khi là cái ảnh trên máy tính nó còn không đẹp bằng cái ảnh nhìn qua cái màn hình này cơ. Nên là đây là một điều anh em cần phải lưu ý, là màn con này nó nịnh quá. Cái thứ hai, một điều mình cực kỳ ghét ở con 60D này, đó là cái màn hình live view nó lấy nét chậm vãi đái luôn. Chậm vãi. Mình thử cho anh em xem để anh em hiểu nhé. Mình sẽ chụp ở một cái mục tiêu, tức là sáng rõ ràng luôn. Chuẩn bị đếm nào. 1, 2, 3. Mất tầm 3 giây. Đây là còn chụp mà em bé gọi là còn chưa biết chạy cơ. Còn con này mà đi chụp kiểu mục tiêu nào mà nó di chuyển nhanh nhanh chắc tầm gọi là chạy bộ thôi là thôi chịu. Đây, hoặc là chụp bác này. 4 giây. Thì nhiều anh em có thể là đến đoạn này sẽ hơi ái ngại, nhưng mà không sao. Con này nó vẫn có một cái thủ thuật rất là hay, là ở trong cái phần menu nó có cái Quick Mode. Khi mà mình bật lên cái này ấy, thì nó có một cái động tác nó co cái màn chập gương lên để nó lấy nét nhanh hơn. Đấy, nhanh hơn rồi đấy. Nhanh hơn rất nhiều, tầm khoảng soát khoảng 1 giây. Nên là mình khuyên anh em là như mà mình gọi là dùng con này mà mình dùng live view ấy, thì nên dùng live view trong trường hợp là cái mục tiêu của anh em chắc chắn là phải đứng yên một chỗ, không di chuyển nhanh, không di chuyển gọi là theo những hướng nó bất định. Dùng cái live view này chắc chỉ có chụp cảnh thôi, gọi là chụp những cái mục tiêu kiểu chân dung thôi thì ok, thì cũng dùng được. Còn nếu như mà mục tiêu chỉ gọi là chạy, gọi là đang đi bộ này thôi thì đã không lấy nét rồi, nên là live view này tệ. Với một cái điểm thứ hai mình không thích ở con này, đó là con này nó không có wifi. Thường thì nếu như mà anh em nào mà trong thời điểm này mà mình kiểu kinh phí mình mà chưa gọi là, nếu mình đang muốn sắm con này nhưng mà mình không có dư giả ra thêm kinh phí khác để mình hoặc là sắm máy tính hay là mình sắm cái đầu đọc ấy, thì gần như là mình không có cách nào để mình chuyển được cái ảnh từ con này ra điện thoại hay là những thiết bị khác, bắt buộc là phải có cái đầu đọc. Một điều anh em cần phải lưu ý nếu như mà mình đang gọi là tìm hiểu những cái dòng máy ảnh để mình tập chụp mà mình kinh phí mình còn eo hẹp. Nhưng mà thôi không sao, con này thì nếu như mà nói về cái mức độ gọi là thật sự mình gọi là đánh giá con này công tâm thì đây là một con máy nó đem lại rất nhiều những giá trị cho một người mới chơi. Máy bền bỉ này, hỏng rất vặt rất là ít. Mình trong gần như là 10 năm mình chơi máy ảnh, mình chưa gặp một con 60D nào gọi là bị hỏng quá nặng cả. Nó chỉ có thường là toàn là lỗi từ người dùng, như kiểu đánh rơi đánh rớt, xong rồi dùng trong những điều kiện như kiểu nhúng nước các thứ thôi. Còn gọi là để tự nhiên nó ngã vật ra nó hỏng thì ít lắm. Một con máy rất là bền bỉ. Và một cái điểm nữa mình cũng đánh giá cao, phù hợp với cả người mới chơi, đấy là con máy này nó có một cái màu ảnh nó ăn liền, rất tuyệt vời. Ok, thì đấy là một cái bài gọi là mình vừa cầm con máy này vừa đi luyên thuyên, chia sẻ kiến thức, chia sẻ những cái đánh giá của mình về con máy mà đã được rất nhiều anh em quan tâm trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những người mới chơi nhiếp ảnh. Thì mình sẽ để phần ảnh mà mình đã chụp qua buổi này ở phần sau này, bạn Quang Tân sẽ post đằng sau cho anh em xem. Thì nếu anh em nào quan tâm đến chiếc 60D này thì có thể để lại bình luận dưới comment và truy cập đường link trong mô tả để fanpage của Máy Ảnh Cũ Hà Nội, để chúng mình sẽ có thể giúp cho anh em có được những cái thông tin chính xác nhất về con máy này nha. Ok, xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại trong video sau nha. Nếu anh cảm thấy những cái video kiểu như này nó hay, nó thú vị, có thể để lại nhận xét và bình luận dưới phần comment để chúng mình có thêm động lực để làm thêm tiếp nha. Ok, xin chào. Gặp lại, mình là Hoàng Sơn.